Hi, chào các bạn. Hồi vừa nãy mình có làm một cái video mà giới thiệu về cái phân nén, viên nén đa năng của Hàn Quốc, hiệu Jumbo. Đó là dạng viên nén chứ không phải là phân tăng chậm thông minh nha các bạn. Thì hôm nay Mai Quy sẽ giới thiệu tiếp một cái phân tăng chậm thông minh của Hàn Quốc luôn. Một đất nước mà phải nói là có nền công nghiệp, nông nghiệp rất là phát triển, đứng hàng top của thế giới bây giờ. Thì nông nghiệp Hàn Quốc nó đã vào Việt Nam cũng 3 đến 4 năm về trước rồi. Thì bây giờ nông nghiệp Hàn Quốc á, thì người ta đã phát triển ra rất là nhiều loại phân bón các bạn, hay lắm. Từ từ chúng ta sẽ biết. Thì mình xin giới thiệu một cái sản phẩm phân tăng chậm thông minh. Nhưng mà cái này là nó hay lắm. Nó có nhiều cái hay các bạn. Nó thông minh. Rồi tại sao là nó có hay? Thì Mai Quy sẽ giới thiệu trong video này để các bạn xem ha. Một cái mà nó hay á là nó bắt kịp với cái xu thế của trào lưu, tức là nó sản xuất cái phân á là nó ra được nhiều màu các bạn. Các bạn thấy không? Màu xanh đẹp không? Màu tím nè, các bạn thấy không? Màu tím đẹp chưa? Đó. Chúng ta rã trên mặt chậu á thì nó sẽ tạo ra cái màu sắc của nó rất là đẹp các bạn. Cái màu sắc của cái nó sẽ không có bị đơn sắc như hồi xưa là phân chì á. Chúng ta rã trên đây. Đó, thì chúng ta sẽ được cái màu sắc nó rất là đẹp. Nó là một cái hay, tức là bắt kịp cái trào lưu. Coi vậy chứ nó độc đáo đó nha các bạn. Nó cũng làm cho nó, chúng ta ra thăm vườn thì chúng ta thấy cái chậu lan rồi cỏ màu xanh, thì bây giờ nó có thêm màu tím, màu hồng này kia. Nó tạo ra cái sự đa dạng màu sắc trong cái vườn chúng ta. Rồi cái thông minh á thì nó phải là cái hay như vậy nè các bạn. Cái viên tan chậm mà thông minh á là mỗi ngày á chúng ta tưới nước, nó sẽ gặp nước rồi có độ ẩm, thì cái lớp polymer á, cái lớp mà bọc ở ngoài của cái vỏ của cái phân này nè, nó sẽ nhả, nó tan ra một chút xíu, tức là nó trương ra, nó nở ra, nó sẽ giải phóng khoảng mấy phần trăm cái lượng phân ở trong cái viên này ha các bạn ha. Nó giải phóng ra mấy phần trăm thôi, nhưng nó không có giải phóng hết, nên mỗi ngày nó có một chút, nó không cho nhiều. Thì nó sẽ cộng hưởng lại, nó khoảng tầm 4 đến 6 tháng thì nó sẽ tan hết các bạn. Đó, cái viên đó. Thì cái viên lúc đó là ở trong nó chỉ còn có nước thôi, chứ ngoài ra nó không còn phân nữa. Nên chúng ta mà dùng tăng chậm thông minh này nè, thì chúng ta an tâm để chúng ta sử dụng trong vòng khoảng 6 tháng đổ lại. Các bạn nhớ nha, cái phần tăng chậm á mà chúng ta hay dùng á, chúng ta cũng có một cái hay là một cái thói quen mà Mai Quy cũng gặp nữa, là chúng ta bón nhưng mà chúng ta không có nhớ là chúng ta bón bữa nào, tháng nào. Thì Mai Quy khuyên rằng các bạn sẽ ghi lại trong điện thoại hay là sổ để chúng ta biết là ví dụ tháng bây giờ tháng 11 chúng ta bón cái viên tan chậm này, thông minh này, thì khoảng tháng 4, tháng 3 năm sau là chúng ta phải bón lại. Chứ chúng ta nhớ mãi mãi cũng không nhớ thì nó sẽ dở, lúc đó nó hết phân rồi chúng ta không có biết được các bạn. Hoặc là chúng ta bón cái phân mà phân hữu cơ như là dynamite. Dynamite là một tháng là nó tan hết các bạn. Nên thành ra chúng ta bón những cái viên phân hữu cơ đó thì mà chúng ta không chịu thay phân thì sau một tháng cây chúng ta sẽ suy dần, mất phân dần các bạn. Thì cái phân tăng chậm thông minh nó được giải quyết cái điều đó. Nó mới gọi chữ từ thông minh. Chứ mà thông minh mà nó tan hết trơn rồi thì nó là trở thành viên nén hay là phân, một cái phân thường nào đó thôi các bạn ha. Thì Mai Quy quay lại cái phân mà của Hàn Quốc tăng chậm thông minh này. Nó là một cái sản phẩm của Hifit Korea. Thì nó có chỉ số là 17 điều. Bình thường chúng ta 14 điều, giờ Hàn Quốc nó chơi luôn 17 điều, nó tăng thêm 3% nữa. 17 điều luôn. 17 đạm, 17 lân, 17 kali, ta gọi là 17 điều phải bạn ha. Nó là viên màu xanh ngọc. Rồi nó có một cái chỉ số nữa là về đạm cao, đó là 20 10 10, có nghĩa là 20 lân 10 đạm 20 đạm 10 lân 10 kali các bạn. Thì nó cái này thì các bạn mà biết gành thì nó sẽ hiểu rằng là gì nó chuyên cung cấp đạm cho cây, tức là cây tăng trưởng. Ví dụ như bây giờ cây mà nó lên cái chồi vậy thì các bạn bón cho mình 20 10 10
đang chậm này, mình đảm bảo là cây phát triển vượt bậc luôn, vượt bậc luôn nha các bạn. Tất nhiên là những cái hũ phân này nó đều có thêm TE, tức là những cái vi lượng cần thiết cho lan, để chúng ta không phải lo sợ là nó bị thiếu. Tức là những hũ này nó có TE nữa nha các bạn. Rồi thì nó có TE cụ thể, nó là sắt, mangan, nó chỉ có hai cái thôi nha các bạn. Vì cái tan chậm rất là khó bỏ TE vô, nếu bỏ không khéo nó sẽ gây ra xúc tác ở trong cái viên phân này, tức là nó nén nhiều cái chất lại với nhau, nó rất là nguy hiểm các bạn ha. Thành ra người ta không có bỏ nhiều đó. Để mình đọc coi nó có cái gì hay không, thì nói chung là nó cũng phát triển bình thường. Sau khoảng 2-3 tháng thì thay, tức là cái này họ khuyến cáo là sau 2-3 tháng. Tan chậm Nhật Bản thì là 6 tháng, 2 control là 3 là 180 á, chỉ số 180. Rồi nó có chỉ số 100, 100 coi là 3 tháng. Còn cái này là cái loại 100 nè các bạn, tức là loại nó khoảng 3 tháng chúng ta thay một lần ha các bạn ha. Rồi, nó còn một cái thông số nữa là 15 điều. 15 điều có nghĩa là nó là gì ạ? Nó là 15 đạm, 15 lân, 15 kali để chúng ta xài. Nãy là 17, giờ là 15. Thì những cái dạng phân mà tan chậm như vậy thì các bạn yên tâm để xài. Gãi trên chậu để xài, sử dụng. Các bạn chỉ cần tưới nước là cây nó tan ra nó ăn. Nên chúng ta thấy là nó đỡ cái công sức. Nhưng mà Mai Quy vẫn khuyên là chúng ta vẫn bón phân bón lá, qua lá qua gốc để cho cây lan nó ăn. Vừa gốc ăn vừa lá ăn thì ta gọi là nội ngoại kết hợp, để cây lan chúng ta đầy đủ dinh dưỡng. Chứ chúng ta đừng có dựa dẫm vào cái này không, nên nó sẽ gây ra tình trạng gọi là quên, hay là vui vui à, chúng ta mua cái hũ phân nó không đạt chất lượng, rồi chúng ta gãi, rồi chúng ta tưới nước, vậy cây vô tình nó chỉ ăn nước thôi, uống nước thôi, chứ nó không có phân gì, đúng không các bạn? Thì chúng ta bón thêm phân bón lá nữa, mà bón lá mà chúng ta cũng nên mua cái sản phẩm chất lượng, nơi uy tín, để chúng ta yên tâm để chúng ta sử dụng. Mình có một cái khách hàng ở miền Tây á, hôm qua họ có tâm sự với mình. Hồi bữa mình gửi cho họ một cái hũ phân mà nó bị xì nước các bạn, nó xì ra thì đi lâu nó tức nó xì. Thì một tháng trước thì họ có gọi điện cho mình để họ nói là nó xì vậy, vậy là có đảm bảo chất lượng không. Thì mình cam kết với thương hiệu Mai Quy mình với hơn 12 năm hoạt động trong ngành lan, cam kết là cái hũ phân đó là chất lượng cho anh. Anh tưới đi anh sẽ thấy. Thì hôm qua là họ mới gọi tâm sự mình và gửi cho mình những cái chậu bông Bechuda, hồ điệp, mini da da. Phải nói là bông ngách trang các bạn. Trời, anh đó, bạn đó, bạn chồng tên là Nhật Anh. Chồng tốt ơi là tốt luôn, quá trời bông luôn, Bechuda bông dài 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 3-4 giờ bông. Rồi mình đảm bảo nếu mà để ở đây là nó thơm và nó rất là đẹp. Và anh đó nói với mình là: Mai Quy ơi, những cái phân anh gửi á là chất lượng, tưới là sau một thời gian là thấy nó khác liền. Tức là Mai Quy muốn kể cái câu chuyện này không phải là nhấn mạnh là mình là tốt đẹp cái gì, mà là các bạn tưới một cái phân, các bạn bón một cái phân mà tốt á, mình đảm bảo các bạn sẽ thấy sự khác biệt các bạn. Từ lá bóng nè, cây đẹp nè, mập nè, cứng nè, vân vân nè. Chứ không phải là nhìn vô lúc nào nó cũng cứ vậy vậy không à. Tức là tóm ta chúng ta bón phân là nó phải có sự khác biệt. Các bạn nhớ điều đó nha. Bón phân là có phải có sự khác biệt. Sau một tuần, một tháng các bạn sẽ thấy mọi chuyện khác hẳn so với trước đây chưa bón phân. Mọi người muốn nhấn mạnh điều đó thôi. Phân dở, phân giả, phân nhái, tất cả đều khác biệt sau một tuần và một tháng sử dụng các bạn ha. Thì tất cả những cái sản phẩm mà tan chậm này các bạn có thể mua bất cứ ở nơi nào, bất cứ shopee nào, bất cứ nơi nào trang thương mại điện tử các bạn có thể mua. Chỉ cần các bạn, quan trọng là mua được sản phẩm đúng, thương hiệu tốt, để các bạn an tâm sử dụng là được các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem Mai Quy quay giới thiệu về phân tan chậm thông minh của Hàn Quốc. Mai Quy cảm ơn, xin chào các bạn.